Xem tí tôi mở ba cái. Riven nằm viện này. Đâu? Ghê. Với nhau level 1, phất lầu luôn ghê. Cảm AC. Rất là ghê. No pain, no drain. Chạy đi đâu? Trời ơi, tôi bữa ba cái này là xỉu luôn đấy. Thắng tam đấy. Giỡn với tôi đấy hả? Bữa ba cái là xám hồn nha chưa. Thì nó có đéo thì đẹp đâu mà không nói xấu quá. Nam mà là siêu to đấy. Bây giờ mặt Desolation is coming. Giỡn hả? Gơ không? Không thấy gơ chưa? Bữa nát xác. Bữa nát xác. Chạy đi đâu?
Bữa thứ ba làm chết queo luôn. Sợ chưa? Đừng có giỡn mặt với anh. Desolation is coming. Chơi reset tiền chạy à, tính chơi reset tiền. Lên tới nơi rồi. Lên vậy chắc đánh luôn. Ăn đồng đam đi, ăn đồng đam đi. Cái tán này bây giờ là 5 xị mấy. Misery loves company. Đâu rồi? Tán bị đá kìa. Anh đi xanh vậy? An enemy has been slain. An enemy double kill. If I must. For great torment. Slay an enemy.
An ally has been slain. Thả gấu đấy, thả gấu đấy. For great torment. Xe mình giết được Riven chứ. Mất con sứ giả mình luôn rồi. Quá mạnh đấy. If I must. Đi bắt con rồng đi về chỗ vậy. Is coming.
Tôi ghê lắm. Rồng nó bắt kịp ghê. Ủa 5 phiếu luôn rồi, chơi sao nổi nữa mà chơi. Quái vật. Quái cái mẹ nó vật. Cái bài gì nữa. Gõ 3 cái là đứt. 3 hit đứt em. Ôi cho đi với coi, chơi Yasuo coi. Autobahn không được chơi vấn nào. Dài